Tôi cũng đã tham gia đăng trên Facebook là nhưng không có thời gian để tư vấn riêng, thì xin phép em cho chị kể nhanh câu chuyện ra đây và cái lời khuyên của Nhiên và các khuyên của các bạn. Nói chung bạn đã đi qua cuộc ly hôn, bạn có nhưng nhớ không lầm là hai hoặc là ba em bé. Bạn nói với chị là thôi bây giờ em kể nhanh chị là đến giai đoạn này là em ổn, nhưng em không ổn, em không thể bắt đầu yêu. Tất cả vì bạn là người làm công việc kinh doanh và những người đàn ông đến với bạn đó, thì nó lại không may là những người đã làm đàn và đã còn có gia đình và bạn không còn tiếng đúng may là một điều cơ chứ thanh đàn thì may nên thanh đàn thì quá may cũng đấy thì đấy. Nhưng mà bây giờ cái vấn đề mà các ông kia là toàn là những người có gia đình thì bạn ngừng bây giờ sao? Thực ra như này này, tình yêu nó sẽ từ đầu khi mà hai người gặp nhau ấy thì chắc tất nhiên chưa biết gì về nhau và tình yêu nó sẽ xuất hiện có hay không ở lúc đó, rồi sau đó mình sẽ biết là tất cả những gì sau có thể. Ví dụ như nói là anh ấy là một người doanh nhân thành đạt thì đầu tiên chúng ta chỉ biết là một người doanh nhân thành đạt, cô ấy là một người đàn bà cũng rất giỏi giang và quyến rũ thì chỉ biết như vậy thôi. Và thường tình yêu nó chén nhau, chị nhớ không, tức là khi người ta có tình cảm với nhau rồi người ta mới biết những cái thứ không ăn. Ví dụ như vậy, nhưng anh nghe bước gì mà mình cảm thấy vẫn chưa làm được đó, nó khổ thế. Nếu mà người ta luôn luôn tỉnh táo thì chưa chắc tình yêu đấy đôi khi nó đã là thật sự. Người ta cứ cho phép người ta không tỉnh táo như thế. Đôi khi tình yêu là sai số của cuộc sống. Đã đúng thế. Quan trọng là bạn có thể nói thì đã sao. Giá như lúc nào mình cũng đủ can đảm và một người nào đó đủ nặng mình nói thì làm sao? Thì sao nào? Yêu mà làm gì ghê vậy? Làm gì ghê vậy? Cái gì mà căng? Trong thế giới đấy là thế giới của riêng tôi, không ai biết, không ai được bước vào. Chỉ thì, tôi biết thôi. Thì mình hẹn hò có sai chăng? Ok, đừng nói nha. Và tùy mỗi cô gái sẽ chọn dừng lại ở đâu. Đúng. Chị cũng đánh bạc hết. Và cái này mà livestream nên chị chắc chắn chị ăn gạch đá rất nhiều. Và thôi quen rồi, lâu quá không có vitamin gạch đá. Đó là không ai thích là tiểu tan mà không ai thích cái tộc người tiểu tam. Mình có đúng 54 dân tộc, mình không có nhu cầu có thêm dân tộc nữa là dân tộc tiểu tam. Và biết là bạn gái đó đang vì e sợ điều đó mà hỏi chị Như như vậy, nhưng mà chị Như đã trả lời. Điều đầu tiên chị Như làm đó là tháo cái búi tóc của bạn ra và xõa cái mái tóc của bạn xuống, vì hệ giá trị làm mẹ của bạn đã khiến cho bạn tự lão hóa bản thân mình đi ngay từ trong cách phục sức trang điểm và các buổi sáng cuối tuần như thế này. Và mới bảo rằng là nếu trong những cái người mà tiếp cận em thích ai đi chơi, người ta làm như dễ đi chơi làm gì căng. Cái chính không phải là mình định cưới người ta làm chồng, cái chính không phải là mình định dẫn chồng của người khác. Đúng thế, chơi thôi. Nhưng mình có quyền đặt cho trái tim của mình hẹn hò yêu đương cho phép mình được chiều chuộng săn đó và tự hỏi tình hình quyến rũ đàn ông ở cái chỗ nào và dẹp ngay cái tư duy của một nhà đầu tư là để làm gì. Tình yêu không có để làm gì. Tình yêu gặp những con người không hợp với nhau đến với nhau không phải để làm gì. Mình không định để lấy chồng, mình không định để giận chồng vì yêu mà. Thì rõ ràng rất nhiều người phụ nữ nói với mình bây giờ tôi ổn, tôi có kinh tế, tôi có con, tôi làm thêm chức làm mẹ rồi và tôi không ổn, trong khi đứng bên cạnh tôi là một cô gái rất ổn. Vòng eo 59 nổi tiếng là một doanh nhân, là một nghệ sĩ hay sao? Không, em là một doanh nhân. Dạ, em biết bán, em biết làm hình ảnh của mình, em biết bán cái nghệ thuật giải trí của mình, right? Và em đã đầu tư những năm tháng tập luyện, em đầu tư cơ sở, em vừa làm cán bộ quản lý văn hóa. Thì ơi, và đứng bên cạnh tôi cũng là một điều rất đặc biệt. Không, mình đứng khen nhau ở đây, bây giờ quay lại tôi tiếp. Là em đứng yên tại chỗ. Em đứng yên tại chỗ, nhưng như câu này, như chơi câu này, ai là chủ cuộc chơi? Dạ. Anh. Anh Quyên.
Mình có tất cả tình nguyện là mình trật tự. Không có nghệ sĩ nào mà nam tiến một cách ngang ngược như tên cô này. Nam tiến là người ta phải bỏ lết, người ta phải hát lót, người ta phải khổ sở. Không bước vào thị trường làm mẹ thiên hạ. Chị tự nhiên, nhưng con em già thế. Và con em thôi. Không chỉ như thế, đáng lẽ là một cái cô như vậy thì sẽ bị kẻ lặng bởi đồng nghiệp ở cái thành phố mình mới lập nghiệp. Nhưng Quỳnh mong chóng có được vòng tay và sự ghi nhận tôn trọng của đồng nghiệp phía nam. Không dễ cho một cái em đẹp đâu. Không dễ cho một cái khi đang làm được điều đó. Cô làm ra sau một phát của tung tới nắp của chơi hàng sang được tú ư đồng hồ phun trai nên ư. Lệ Quỳnh có tất cả như vậy đã là đầy đủ chưa? Cái câu cuối cùng này nó hôm qua em có nói một câu và em xin được chia sẻ, cũng là câu trả lời của em yêu, cũng là câu chia sẻ của em với tất cả những người phụ nữ đang ngồi dưới kia và kể cả có những người đàn ông cũng đang lắng nghe. Bởi vì em muốn nói mà em hôm qua cũng nói một câu là chúng ta tuyệt đối đừng bao giờ trả vờ, giả vờ vui và giả vờ hạnh phúc. Bởi vì đứa nào nhả cái dây ra thì chị Quyên nói. Dạ. Mọi người đứng yên một chỗ, đứng yên. Không phải lắng động. Chúng ta đừng bao giờ giả vờ vui và giả vờ hạnh phúc. Thì khi mà điều đó là một điều đương nhiên phải thật nhất của chúng ta cần phải giả vờ thì chúng ta quá thất bại. Và em cũng đã từng là một người thất bại rất nhiều năm. Cái đó không phải là sai, nhưng cái đó là sự lựa chọn của mình. Mình nghĩ rằng sự lựa chọn nó đúng, bây giờ em vẫn cho là nó đúng. Nhưng con người ta trong cuộc sống và trong thực tế thì nó đúng, nó không đúng mãi. Nó đúng trong một thời điểm nào đó, cái thực tại đó, cái sự lựa chọn đó. Cái điều quan trọng là mình phải biết nhìn nhận và mình đừng giả vờ nữa. Mình phải sống theo cảm xúc của mình. Có thể bất kể một sự thay đổi hay quyết định nào nó cũng rất là nhiều những điều trời vầy. Nó cũng rất nhiều những vết xước, đôi khi có. Đôi khi là sức nhẹ, đôi khi là những vết thương sâu. Nhưng mà quan trọng nhất, cuộc sống thì luôn luôn là thật. Cảm xúc luôn luôn là thật. Vậy nên là đó chính là câu trả lời của em. Mà Miu vừa hỏi em, mọi người sẽ có thể tự hiểu. Em chỉ mong tất cả mọi người, tất cả đặc biệt là phụ nữ vốn đã quá thiệt thòi rồi, thiệt thòi nhiều lắm rồi, thì chúng ta hãy yêu bản thân mình hơn. Và chỉ có mình yêu bản thân mình trước thì tình yêu nó mới lan tỏa sang người xung quanh và khiến cho người xung quanh ở cạnh mình hạnh phúc. Có thể nói nôm na ra hiểu là khi trong là bé chị ơi, câu trả lời của cô ấy ha, không bao giờ đầy đủ. Nó có thể đầy đủ cho mình trong các mặt khác đó. Một cô sinh viên chỉ cần có việc là đầy đủ. Đi làm việc chỉ cần giữ được việc và có lương chính thức là đầy đủ. Một diva của sân khấu, một cô gái tưởng như là đã có tất cả mọi thứ mà người khác mong muốn, nhưng sáng mai ta thức dậy, tế bào còn thay mới muốn hồ gì hệ giá trị của ta. Chân lý ngày hôm qua sẽ không phải là chân lý của ngày mai. Đó là cái cách nếu ta sâu thọc với nó, ta luôn làm mới tế bào, ta luôn đẩy cha chết. Ta luôn làm mới tâm hồn, ta luôn làm mới luôn giá trị. Cái thứ có thể là anh chồng khi mới yêu là hoàng tử của đời ta. Nhưng một lúc nào đó, chàng sẽ đứng vào vai phụ thứ nhất, vai phụ thứ hai. Khi đó, những hệ giá trị của ta lại thay đổi. Những đứa trẻ, rồi bọn trẻ lớn lên và hết còn dễ thương. Ta lại thay đổi hệ giá trị. Không có nghĩa là ta không còn yêu chồng, yêu con, tôn trọng gia đình. Nhưng hệ giá trị của người đàn bà nó như là cái lòng số lô tô nó quay và mỗi khi nó dừng lại vào ngày mới ta bốc ra một con số mới, mỗi ngày mới là một chân tay là được phép như thế. Các chị phụ nữ hoàn toàn được quyền làm gì cắn thì làm sao thì đã đàn ông họ vốn là mạnh và đặc biệt là đông châu Á, vốn là văn hóa, là tư duy, là kiến thức bao đời nay rồi, có cho họ cái quyền làm gì cũng được. Còn phụ nữ
lại chỉ giới hạn trong một cái khuôn khổ nào đó. Sao rồi? Chị em thấy sao? Vỗ tay xem nào. Khuôn khổ nào cho ai đặt ra? Ai? Chị ạ, ủy ban nhân dân thành phố cũng chưa đặt ra khuôn khổ cho phụ nữ thành phố thì tại sao phụ nữ lại tự đặt khuôn khổ cho mình? Thì đó, nhưng quan trọng cũng bị tác động. Nhưng tất nhiên, nó gì thì nói, phụ nữ vẫn, quên mới nói là vẫn thiệt thòi trong khuôn khổ nhất định nào đấy thôi. Chứ còn sự đổi mới và sự lựa chọn, mọi người hãy cố gắng giữ cái quyền nó của mình. Lắng nghe xem cháu tìm mình muốn gì, lắng nghe xem nhu cầu của mình cần gì. Đó là điều quan trọng nhất. Nhưng mà đôi khi hiểu được mình cũng phải là dễ nha chị. Mình còn lúc bông cô chả hiểu mình muốn gì. Cái điều đáng sợ nhất là cái đâu? Cái điều đáng sợ nhất là một buổi sáng nhìn vào gương đó, cái gì sẽ làm tôi thấy đầy đủ ngày hôm nay? Và bạn sẽ nhận ra mỗi ngày tôi chọn đúng không? Và đây không phải là cách để mà dẫn vào cái cuộc sắp tới, tại vì là quyền hồng thác phải đó. Miêu cũng nhận em, nhưng khi mình có một khủng hoảng nào đó trong cuộc sống thì người, những người thân là người bạn của mình bên cạnh rất là quan trọng. Lúc khi mình không có đủ tỉnh táo để suy nghĩ, nếu như bản thân mình không là phải là một người thực sự bản lĩnh và sáng suốt thì cần người bên cạnh. Nhưng suy cho cùng, trong cuộc bất kỳ điều gì xảy ra, dù tồi tệ đến đâu, dù như thế nào chẳng nữa, thì bản thân mình vẫn phải là người giúp mình chứ không ai giúp mình hết. Quyền cũng, Quyền không dám xem những cái đức đó. Bản thân em cũng xem, nhưng mà nó cứ đập vào mắt. Và nếu không xem, có những người khác bên cạnh bàn bạc để mình biết câu chuyện đó là cái gì. Cái này không phải là nó sẽ vỡ, nhưng cá nhân Quyền từ khi Quyền còn nhỏ bắt đầu thích yêu, từ khi chỉ là một đứa không biết make up, xung quanh phóng xe máy ngoài đường, không mũ nón, không kem chống nắng, đen nhẹ, yêu bản năng, không có gì trong tay. Tất nhiên không phải là sao rồi, chỉ là ca sĩ hát 60.000 một đêm. Quyền đã không bao giờ đếm xỉa đến bạn mình đeo không mua đi chắc chắn nên là hát mới được có 60.000 thôi đấy. Cái đấy nó số quá chị ạ. Cái đấy thì tiền lần lần hai là cái gì, cứ giờ sống người ta trả cho 60.000 thôi. Xin ba xin biết bây giờ hoàn trang như này. Mỗi ngày em chống nắng lên là ta cắt xe cho. Thế đi cũng chứ. Thế trong đây có là cái nói này từ khi là một người tự thường. Đúng nghĩa, Quyền đã quan điểm rằng là mình chỉ cần tình yêu với người đàn ông đó. Còn nếu có lúc nào đó người đàn ông đó coi mình như vô hình rồi và lỡ yêu một người khác thì mình thua, dù đấy là ai cũng thua nhé. Chứ không phải người ta ra đường người đàn ông chối bỏ cái cũ để tìm cái mới lại mới phải thôi, cái cũ không hề. Thậm chí đến được là lại là tình yêu đấy. Tình yêu thì khiến cho người ta đam mê và khiến cho người ta không có phân biệt được ranh giới đâu, và người ta sẽ sẵn sàng chọn người thậm chí không có giá trị so sánh với mình, người ta vẫn yêu hơn mình. Wow. Cho nên hãy sẵn sàng. Tôi đã từng nói, trả thẳng đỏ đi, trả thẳng đi, tặng hoa, tặng vô trở sinh đến để làm đẹp cho người đó, để giữ được người đàn ông đó. Và chắc chắn người đàn ông đó đã đi một lần sẽ đi tiếp những lần tiếp theo. Wow. Còn mình không bao giờ làm những việc làm xấu mình. Khi em nhìn thấy cái cảnh tượng đó, em không nói cho người thứ ba, chỉ hiểu quan điểm của em là người vô hình đi chỗ khác chơi em, đi hết chỗ khác chơi cho chị. Chị không bao giờ là em rồi. 100 ANZ, em sinh năm 2000 đúng không? Xin lỗi em sinh năm có 2001, 2002, 2003 đến 2002. Em sợ là gì, em là cái già của em. Nhưng thì có là nhiều. Đúng thế, cái giá trị của phụ nữ là quan trọng. Vậy nên em thương và em thương chị ấy, vì chị ấy bị trả đạp và tổn thương quá nhiều lần. À, nhưng nếu em được là người bạn của chị ấy, có quan điểm như thế này, nó ngắn gọn là như thế này nhá. Nếu như chị ấy không còn thiết tha muốn giữ người đàn ông ấy thì lại càng không bao giờ cần phải động tay động chân như vậy. Nhưng nếu như chị muốn giữ chồng, chị làm vậy sai, chị mất hết, chị mất cả cái hình ảnh đẹp của mình. Trời ơi, trong cái bộ phận mà chị ấy chọn để hóa trang đi, thương chị ấy lắm. Chị ấy đã làm rất nhiều dũng sĩ diệt chủng. Em thương không phải người ta bởi vì phải là có thể tiêu hiểu đúng rồi, làm như thế cả trang ấy. Nhưng mà thôi không quan trọng, vì chị bình thường chị đẹp là sao. Tóm lại chỉ phân tích rằng cả hai mục đích
bỏ chồng hay giữ chồng, cách làm đó kiểu sao? Đây không phải cái nam nhát quỷ ở đây toàn là mỡ không, không có gì đẹp cả. Cái áo dài đẹp nhất là nhìn từ sau lưng, đúng không? Bọn con ra nhìn thấy cô gái ngồi trên xe đạp phải chưa? Chưa hết chị ơi. Và điều này nó cũng là có một cái ẩn ý, là điều mình đẹp nhất, tư thế đẹp nhất của mình là tư thế của hình ảnh cuối cùng mình lưu lại trong mắt thì đàn ông không may khi mình quay lưng bước đi thật đẹp. Wow. Tôi yêu cầu Secret là chị em cứ đứng với nhau đây và tôi phát sinh ra này sẽ là một cái giải pháp về marketing, về public relations rất hay. Nếu mà một thẩm mỹ viện có một cái chiết khấu đặc biệt, thông đặc biệt và treat như là VVIP cho các thân chủ đang chuẩn bị chia tay. Rất là vui, rất là vui được với chị em mình tám nhiều nhất là lúc mà đứng trên sân khấu. Thực sự là nói rằng là hiếm khi mình có thể nói cái quan điểm và cái chia sẻ của chị em mình và bao nhiêu người có thể nghe được. Mấy khi mình nói ở công cộng đâu, phát thích đâu, cái chuyện này nói là nói là không có được, bởi vì đa quan điểm thì một người có thể vạn quan điểm, một tỷ quan điểm. Mình chỉ nói lên cái điều chung nhất suy từ cá nhân của mình nhá, chứ không phải tin hay là chị Lưu áp mọi người là phải nghe theo chúng tôi. Nhưng mà hãy suy nghĩ về cái điều chúng tôi nói, bởi vì chúng tôi ít nhất không nói về tuổi nữa, bởi vì chúng ta cũng có tuổi, nhưng chúng ta đã đi được một đường chặng đường đầy đủ các thể loại mùi vị, cảm giác mất có được có tất tần tật. Cho nên ít nhất có sự thuyết phục những người đàn bà tình trạng. Chúng tôi chỉ chia sẻ quan điểm riêng như là một món quà để mọi người có thể tham khảo. Ví dụ Secret không phải là nơi duy nhất để người ta làm đẹp, chỉ là một trong những lựa chọn. Và bạn sẽ chọn theo cái điều mà bạn yêu thương nhất. Chúng tôi đang không đứng đây để áp đặt lý tưởng của mình, nhưng mà nếu có thể tóm gọn những điều chị em tôi nói, để tiến với một tình yêu mới, để lui với một cuộc hôn nhân cũ, bất kể làm gì, nếu có một thông điệp ngắn gọn nhất tôi có thể nói với những nữ khán giả của tôi, đó là sang lên.